giống như là một cái nghề gia truyền và cái việc mình bắt buộc mình phải học, mình phải biết. Khi nào tôi có thể còn làm được, còn truyền lại được thì đó là một cái trách nhiệm lớn lao đối với tôi. Tôi muốn giới thiệu đến cho khách hàng biết được rằng là Hoa Tiến là một nơi có những sản phẩm thổ cẩm rất là đẹp và đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái ở đó. Bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu được biết đến là một trong những địa chỉ dệt thêu thổ cẩm nổi tiếng và lâu đời nhất của người Thái ở tỉnh Nghệ An. Người Thái xem thổ cẩm là những vật phẩm không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày, đặc biệt trong những ngày lễ, ngày hội của bản làng hay trong ngày vui của đôi lứa. Vì thế, mỗi đường nét thêu, dệt trên mảnh vải đều thấm đượm tình yêu lao động, yêu quê hương. Mỗi tấm thổ cẩm đều bắt đầu từ trồng bông, nuôi tằm, kéo sợi cho đến nhuộm màu, thêu thùa. Được nhuộm bằng các loại cây rừng nên thổ cẩm Thái có màu sắc tự nhiên, không giống với bất kỳ sản phẩm của các vùng miền khác. Được sáng lập từ năm 2010, Hợp tác xã Làng nghề Thổ cẩm Hoa Tiến là tâm huyết của bà Sầm Thị Bích nhằm lưu giữ và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của người Thái, đồng thời góp phần tăng thu nhập cho những người phụ nữ nơi đây. Cái nghề dệt truyền thống thì đã từ lâu đời rồi, từ cha ông để lại, cứ đời này chuyển cho đời khác, cứ từ các cụ đến các bà rồi đến các chị rồi đến các em các cháu cứ truyền đến đời tôi là đời thứ 8. Khi mà lớn lên được 13 tuổi rồi ấy, thì những cái cô gái Thái ở đây là người ta sẽ học thêu, sẽ học dệt, sẽ học tất cả những cái nghề truyền thống để còn chuẩn bị của hồi môn để đi lấy chồng. Thì cho dù cô gái đấy có đi học đại học, có đi công ty xí nghiệp, có đi nước ngoài, nhưng mà người ta đã mang những cái nghề ở trong đầu của họ, ở trong tay của họ có sẵn, lúc nào ngồi ở đâu, dù ở đâu người ta cũng có thể làm được những cái tấm vải đấy rồi. Muốn làm được một cái sản phẩm, các bước đầu tiên là mình sẽ trồng rau nuôi tằm trước. Xong rồi nuôi được tằm rồi mới đang xe ở bên kia ấy, thì là làm thành sợi ra, xong rồi mới lại xe đôi vào. Xong mới tày chuối đi rồi mới đi hái lá ở trong rừng về nhuộm. Nhuộm được màu rồi mới bắt đầu thêu được một cái tấm váy lên khung, rồi mới bắt đầu nối vào những cái bộ lược bộ go ấy, xong rồi mới đưa lên trên khung cửi dệt được. Từ năm 2018, bà đã nhận giấy chứng nhận danh hiệu nghệ nhân. Đến năm 2019, Hợp tác xã Làng nghề Thổ cẩm Hoa Tiến có 3 sản phẩm gồm khăn, chân váy, khăn trải bàn đạt chuẩn 4 sao OCOP của tỉnh Nghệ An. Hợp tác xã được hình thành giúp liên kết các hộ sản xuất để tìm đầu ra cho sản phẩm. Ban giám đốc cũng đã liên kết với chính quyền địa phương xin hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất, tập huấn để các hộ dân nắm được kỹ thuật trồng và thu hoạch dâu đúng cách, bảo đảm nguồn cung cũng như chất lượng nguyên liệu cho sản xuất. Cũng nhờ đó, nhiều gia đình đã thoát nghèo từ chính nghề dệt thổ cẩm truyền thống và càng có động lực hơn để lưu truyền những giá trị văn hóa Thái. Tôi bắt đầu xin những cái lớp học, lớp tập huấn nâng cao tay nghề cho bà con, để làm thế nào để tất cả những cái bàn tay đấy cho nó san sàn bằng nhau, để cho tấm nào cũng đẹp, tấm nào cũng đạt thì mới được. Và hàng ngày các chị dệt thêu ở trong nhà, vì ở đây chưa có xưởng ấy, thì là tôi cũng phải đi kiểm tra, giám sát từng khung một và bắt tay chỉ việc cho họ làm thế nào để cho cái tấm vải này nó thẳng được, nó đẹp được, cái hoa văn nó không phải bị lỗi. Như thế thì người ta cũng có nghe theo và người ta cũng luyện tay. Ví dụ như là nghề dệt, thấy bên các bàn làng khác, các huyện khác người ta đã mai một, đã quay sang mặc đồ ngoài chợ rồi. Dân ở đây người ta từ có ý thức, không thể bỏ được những cái phong tục tập quán. Mỗi người nghĩ một tí như thế nào thế thì là gom thành sẽ là một cái nền tảng văn hóa ở đây không thể cho mai một đi được.
Bản Hoa Tiến ngày càng được nhiều người biết đến như một nơi vẫn còn gìn giữ được kỹ thuật thêu dệt tỉ mỉ, tinh tế của người Thái cổ. Thế nhưng ít người biết rằng, vốn quý đó đã có lúc tưởng chừng sẽ mai một theo thời gian, do công cụ sản xuất quá thô sơ, nguồn nguyên liệu sợi không bảo đảm, mẫu mã đơn giản, không hấp dẫn. Và cũng chính lúc này, những người trẻ như chị Sâm Thị Tình, từ tình yêu với thổ cẩm, với khung cửi, được bà, được mẹ nuôi dưỡng từ nhỏ, đã từng bước nâng tầm sản phẩm thổ cẩm Hoa Tiến ở thị trường trong nước. Tôi làm cái nghề dệt này thì như Tình là nó đang học cấp 3. Tôi đi hội chợ thì tôi được tiếp cận được những khách hàng, mỗi quan hệ người ta quan tâm về thổ cẩm ấy. Thì là Tình nó lại nghĩ ra là mình là một đứa con gái Thái. Và mẹ thì sẽ mắt cũng kém đi và sức khỏe cũng yếu đi và không có ai tiếp nối nữa. Thì Tình nó quay lại là tập bán hàng với mẹ ở ngoài triển lãm hội chợ. Xong rồi từ đó thì em nó thích nghề đấy. Đây nó giống như là một cái nghề gia truyền và cái việc mình bắt buộc mình phải học, mình phải biết. Thế nên là có những cái sự cố gắng và cũng thôi thúc mình là phải biết, phải làm để sau này mình sẽ tự phục vụ cho bản thân mình và cho gia đình mình. Khách thập phương đến thì thấy những cô gái Thái ở đây, người ta đã ngồi được trên khung cửi, đã ngồi được một cái chiếc ghế may để thêu ra tấm vải, những cái tấm chân váy. Thì người ta cũng rất là ngưỡng mộ và người ta cũng muốn học hỏi, muốn trải nghiệm để còn biết những cái sản phẩm đấy thì đã hết bao nhiêu thời gian, hết bao nhiêu công thì mới làm ra được những cái tấm vải đấy. Học theo học dệt thì cái khó nhất đó chính là cái tạo hoa văn. Đó là mình sẽ phải tập trung vào cái việc là tạo ra những cái hoa văn đó như thế nào. Vì cái kỹ thuật của người Thái thì nó lại khác với lại các cái kỹ thuật thêu dệt của các đồng bào khác, là chúng tôi phải đếm từng cái mắt chỉ. Nếu như một cái mắt chỉ sai một cái mắt chỉ thôi thì cái hoa văn đấy nó sẽ bị méo mó và nó sẽ không ra cái hình dạng hình thù của những cái hoa văn mà mình mong muốn. Theo chúng tôi sử dụng được cả hai mặt, mặt trái và mặt phải. Và những cái đường kim mũi chỉ của chúng tôi là thêu phải giấu rất là kỹ. Những cái hoa văn đấy là cũng lấy cảm hứng, lấy ý tưởng từ những cái gì nó thiên nhiên xung quanh cuộc sống hàng ngày của đồng bào. Tùy theo từng loại, từng kiểu hoa văn mà bà đang làm đây là con voi cổ. Làm được con voi ni là mình phải tưởng tượng ra cái con voi thêu làm như thế nào để giống con voi cổ. Làm tấm vải là cũng mất hơi nhiều thời gian, mà cùng tùy theo tấm khó tấm dễ, tấm khó thì làm lâu thời gian. Trong vai trò là người phụ trách kinh doanh và thiết kế, Sâm Thị Tình đã đưa sản phẩm của Hợp tác xã Hoa Tiến lên nhiều kênh online giới thiệu đến với khách hàng trong và ngoài nước. Năm 2015, theo gương mẹ, cô mở cửa hàng thổ cẩm tại Hà Nội với tên giao dịch tiếng Anh Hoa Tiến Brocat. Đây là bước khởi nghiệp quan trọng nhằm mục đích quảng bá sản phẩm truyền thống của quê hương và tìm đầu ra sản phẩm giúp bà con có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Khi mà khách hàng cầm trên tay những cái sản phẩm của chúng tôi thì họ rất là hài lòng và họ chia sẻ rằng là họ rất là trân trọng cái việc là mình làm thủ công được những cái sản phẩm đẹp như thế. Và chúng tôi lại còn có một cái nhóm, tức là họ đã đặt hàng với chúng tôi đi sang bên Mỹ để bán thì họ lại còn trích lại 5% đó để dành tặng cho nhóm của chúng tôi, rằng là muốn bảo tồn cái nghề dệt văn hóa đấy và tạo thêm một cái động lực để cho bà con có thể phát triển được cái nghề dệt này tốt hơn. Tháng 9 năm ngoái tôi được bên Bộ Văn hóa có mời đi sang tham dự một cái hội thảo về ngành dệt may của Đông Nam Á ở Malaysia. Thì đó là một chuyến đi đầu tiên khi được đi ra nước ngoài. Khi mà tôi đưa cái sản phẩm của mình, có những cái tấm vải cổ ngày xưa của tôi thì được các cái du khách ở nước ngoài họ rất là quan tâm nhiều về cái việc các cái hoa văn truyền thống từ ngày xưa của mình. Chuyến xuất ngoại mang thổ cẩm đến vùng Mã Lai được coi là điều may mắn. Chị Tình đã gặt hái nhiều hoa trái. Vừa bán hàng, tham quan, học tập
vừa tìm kiếm thị trường để có thêm động lực theo đuổi, phát triển nghề truyền thống của dân tộc mình. Nhiều người đến với Hoa Tiến hơn, không chỉ để tận mắt nhìn thấy những tấm vải thổ cẩm được làm thủ công, mà còn để thưởng thức một không gian, nền ẩm thực, tìm hiểu những phong tục đậm chất Thái. Nghề dệt thổ cẩm cứ thế được truyền qua các đời người phụ nữ Thái hơn 100 năm nay. Từ tình yêu nghề đó, sản phẩm thổ cẩm Hoa Tiến không chỉ được người tiêu dùng, các nhà thiết kế trong nước biết đến, tin dùng, có mặt ở nhiều thành phố lớn, mà còn chinh phục được thị trường các nước châu Âu và châu Á bởi chính sự độc đáo trong những màu nhuộm tự nhiên. Hoa Tiến là một bản Thái gốc, thì tất cả những cái nghề truyền thống lưu giữ được ở đây là cũng đang còn khá đầy đủ. Ngoài cái nghề dệt, nghề trồng rau, nuôi tầm da, thì người ta đang còn là hát suối, hát nhuôn, lâm khen, và người ta được trải nghiệm hái rau nuôi tầm, và người ta cũng được trải nghiệm nhuộm các cái mẫu tự nhiên. Tôi hy vọng rằng nó là một cái xu hướng. Bây giờ thì các bạn trẻ cũng đang hướng đến cái việc là thời trang bền vững, vì chúng tôi cũng đang sử dụng các cái nguyên liệu bằng tự nhiên để tạo ra những cái màu sắc trên chất liệu vải. Thông qua các cái triển lãm, các cái hội chợ thì tập khách hàng của chúng tôi là những khách hàng họ quan tâm về đồ thủ công mỹ nghệ, và bên thiết kế nội thất, thiết kế thời trang thì họ quan tâm đến các cái sản phẩm này để có thể đưa lên những cái sản phẩm có tính ứng dụng cao hơn. Tôi đã được công nhận nghệ nhân rồi thì tất cả những cái việc đấy là tôi sẽ có trách nhiệm. Khi nào tôi có thể còn làm được, còn truyền lại được thì đó là một cái trách nhiệm lớn lao đối với tôi để đời này qua đời khác cho thế hệ sau này nữa.